Đây là cái sơ đồ nguyên lý giải thích qua cho các bạn dễ hiểu. Thì có những bạn mà không làm bằng mạch in thì có thể làm ở trên bo đa năng cũng được, vì ở trên đây nó tương đối là ít linh kiện. Mình nhìn thì nó nhiều nhưng mà thực ra nó chỉ gồm có 3 khối thôi. Đó. Đây là nguồn. Nguồn ở đây là sử dụng nguồn 3,7V. Thì tại sao lại xài 3,7? Vì khi mà con transistor này dẫn bão hòa thì điện áp rơi trên mỗi nối CE này là 0,7V. Thì do đó cái ngõ ra này nó sẽ còn đủ 3V để cấp cho đèn LED, không cần phải điện trở hạn dòng. Tín hiệu âm thanh từ loa sẽ được cấp vào đây và kích cho chân B của transistor. Thì khi chân B của transistor được kích thì sẽ có dòng điện lớn chạy qua chân CE. Các bạn thấy ở đây có 3 khối. Thì nếu cái loa của bạn là loa 2.0, tức là nó có hai loa, thì các bạn chỉ cần sử dụng hai cái khối ngoài bìa này thôi, bỏ cái khối giữa này đi. Còn nếu cái loa của bạn là 2.1 thì trong cái khối giữa này các bạn bắt buộc phải có con diode này. Và giống như kiểu bí kíp võ công thì nó cũng có yếu quyết vậy đó. Thì ở đây cái khóa điện này là cái quan trọng này, cái con diode này ha. Còn nếu cái loa của mấy bạn là 5.1 thì các bạn sẽ tăng cái số khối này lên. Thì 5.1 là nó sẽ tổng cộng là có 5 cái loa nhỏ và một cái loa trầm. Thì mình sẽ làm thêm 3 khối nữa không? Tổng cộng là 6 khối. Các bạn cứ thế mà nhân lên thôi. Mạch in này tôi để trong phần mô tả của video, các bạn tải về ủi ra thì nó sẽ được như thế này. Sau khi ủi xong thì các bạn nhớ sử dụng nhựa thông lỏng để quét ở trên mặt này. Như vậy nó sẽ bóng. Gắn linh kiện và hàn nó sẽ dễ ăn hơn. Đầu tiên là 7 cái domino 2. Diode 4007 các bạn sẽ gắn chiều như thế này. Các bạn sẽ gắn chiều như vậy. Tiếp theo là 3 con điện trở 1 ký 2. Và cuối cùng là 3 con transistor C1815. Các bạn sẽ gắn chiều như vậy. Ở cái domino phía ngoài này các bạn sẽ cấp vào là 3,7V. Các bạn nhớ cấp theo đúng chiều âm dương. Ba cái domino phía dưới này các bạn sẽ lấy tín hiệu từ loa và đưa vào đây. Phía trên này các bạn sẽ lấy để đưa ra đèn LED. Cái bóng led này chân dài là chân dương, các bạn sẽ hàn dây vào theo đúng chiều âm dương, sau đó các bạn sẽ đem gắn vào ngõ ra như thế này. Đây là chai cồn 90 độ, ở đây có 3 dấu chấm. Sau đó các bạn sẽ đổ nước vào đây để cho nó tán xạ ánh sáng. Các bạn sẽ đục ở trên đó một cái lỗ. Sau đó mình gắn pin vào đây. Ba ngõ này mình sẽ gắn từ ba tín hiệu dây loa đi vào đây. Ở đây tôi có bộ loa 2.1, gọi là loa 2.1 vì nó có hai loa là left right, trái phải, và một cái loa siêu trầm ở giữa. Các bạn sẽ lần lượt tháo từng chiếc loa ra. Các bạn để ý này, trên cái loa nó sẽ có dấu cộng trừ. Bây giờ chúng ta sẽ hàn tín hiệu trực tiếp từ cái loa này ra. Dây điện các bạn sẽ hàn cho đúng cái dây cộng trừ vào trong loa. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái dây này ra ngoài. Các bạn kéo dây ra ngoài như thế này. Chúng ta sẽ làm tương tự cho cái loa bên phải. Đối với cái loa siêu trầm thì loa của nó nằm ở phía dưới bụng này.
mình cũng hàn trực tiếp vào hai cái dây này thôi. Các bạn nhớ là chúng ta chỉ hàn lấy tín hiệu trực tiếp ra từ loa, chứ không có can thiệp vào cái phần mạch điện tử nằm ở bên trong loa. Đây, các bạn đưa dây ra như thế này. Từ ba cái loa thì các bạn sẽ nối dây ra phần tín hiệu vào của mạch. Bây giờ chúng ta sẽ mở nhạc nghe thử.